Chào các bạn đi, hôm nay mình có một chút thời gian thì mình đã sắp xếp để làm một clip hướng dẫn cách xử lý những đôi giày bị lên mốc trong mùa mưa này ha. Đối với tất cả các bạn sử dụng bình thường cũng như là các bạn sử dụng giày trong điều kiện ẩm mốc. Thì ở đây mình có một đôi giày da sát đặc thù. Cái loại da này thì đi đẹp nhưng mà nó rất là dễ mốc. Như các bạn cũng có thể thấy thì cái đôi giày này nó đã bị mốc xanh hết rồi. Thì bản chất á, như các bạn biết thì giày của mình nó bị lên mốc là do cái da nó bị ở trong cái môi trường độ ẩm quá là lâu. Nếu như các bạn cộng với các bạn để nó trong cái môi trường không thoáng khí, cộng với tối nữa thì chuyện lên mốc là hiển nhiên thôi. Thì với những đôi giày mà độ mới nó còn cao và giày các bạn ít sử dụng á, thì và nó chưa lên mốc á, thì các bạn có thể sử dụng cái cách mình canh cái ngày nào trời nắng á, mình đem giày phơi nó hong khô nó khoảng chừng 5 phút 10 phút gì đó, thì cái thời gian đó thì nắng không đủ để làm hỏng keo của đôi giày đâu. Có những cái tia UV các thứ nó sẽ giúp mình xử lý những cái mốc ở trên cái đôi giày đó. Những cái cách nó chỉ áp dụng được với những đôi giày chưa từng lên mốc thôi. Những đôi giày nó đã lên mốc rồi thì sao? Thì cái cách đó các bạn làm nó không hiệu quả một chút nào. Thì như cái đôi này á, các bạn thấy thì nó đã lên mốc xanh lè hết trơn, rất là nhiều luôn. Ở phần trên này thì mình xử lý nó cho nên là nó không bị mốc, mốc là rất là thẳng khít thôi, đôi luôn. Thì cái đôi này mình cố tình để cho nó lên mốc để mình làm cái clip này á. Thì các bước xử lý là sao thì chắc chắn cái bước đầu tiên mà mình làm là phải giặt nó rồi. Thì giặt nó với cái gì thì nó đa dạng vô cùng. Các bạn có thể giặt nó bằng những cái dung dịch chuyên dụng như là dây sừng mắt, Resuvian hoặc là Creed, nhiều lắm, trên thị trường bán rất nhiều. Nhưng mà mình khuyến khích các bạn nên sử dụng những loại dung dịch nó có nguồn gốc tự nhiên. Thường như vậy đó nó sẽ mắc tiền hơn. Không nên sử dụng những cái loại mà nó có xuất xứ từ gốc khoáng ha. Như vậy rất là hại cho cái đôi giày các bạn. Như cái đôi giày như thế này là nó được thuộc bằng phương pháp thảo mộc, không phải là thuộc bằng phương pháp khoáng. Cho nên là để các bạn sử dụng đồ nó phải đồng bộ với nhau đó. Ví dụ như là đồ tự nhiên nên đi khớp với nhau, nó sẽ cộng hưởng cái đó lên thì đồ của đạn của mình nó sẽ được duy trì lâu dài hơn. Rồi không vòng vo nữa, bây giờ mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn ha. Thì cái cách này các bạn cũng có thể áp dụng với những cái sản phẩm làm từ da mà nó bị mốc, các bạn đều có thể áp dụng được ha. Thì vật dụng cần thiết để mình xử lý những cái vấn đề nó mốc đối với giày này thì là mình có thể sử dụng như là, ví dụ như ở đây mình có một chai dây sừng mắt ha. Bạn có thể mua chai này ở bất cứ đâu, rất là dễ dàng. Thì bữa nay mình sử dụng một cái chai, một cái loại nó có tính tẩy mạnh hơn. Tại vì khi các bạn xử lý mốc thì bắt buộc các bạn phải dùng những cái loại chất tẩy lửa nó có đặc tính mạnh mới có hiệu quả. Thì riêng đối với cái chai này á, với cái kiểu mà các bạn giặt khô như là trước mình đã hướng dẫn á, thì những cái tồn dư của cái xà bông này nè, nó sẽ tồn dư lại trong giày, thì cái nó sẽ khiến cho cái đôi giày của mình nó có một cái kháng mốc tự nhiên. Thì bản chất của kháng mốc là tạo ra một cái môi trường kiềm ở trong cái da của mình á. Thì khi mà làm như vậy á, thì nấm mốc nó không thể phát triển được. Tại vì nấm mốc nó không thể phát triển được trong môi trường kiềm ha. Ở đây thì đây là cái loại xà bông dạng viên nén bên mình sản xuất. Thì
Loại này á, dùng nó sẽ hơi khó dùng hơn loại nhân lỏng. Tại vì nhân lỏng nó sẽ tiện lợi hơn cái này. Nhưng mà tính nói về tính tẩy và cái tính đặc tính mà tạo môi trường kiềm cho da để kháng mốc thì cái loại này rất là tối ưu. Tính tẩy của cái viên này nó rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Nên là mình không, nếu như mà tình trạng mà dày các bạn mà bị mốc nó nhẹ thôi, không nặng á, thì không cần phải sử dụng tới cái này đâu. Các bạn sử dụng các loại dung dịch như nãy mình nói là nó đủ hiệu quả rồi ha. Còn những cái đôi mà nó mốc nặng như những cái đôi này thì lúc đó cái viên này nó sẽ phát huy hiệu quả. Hầu như là ai sử dụng bot thì cũng đều phải sử dụng cái dạng mà xóa tiền nhiễm mặn như vậy hết á. Mình pha nó một lượng tương đối vào trong cái nước ha, nước mình đã chuẩn bị sẵn. Khi nào các bạn cảm thấy một cái lượng bọt nó lên tương đối rồi đó, mình bắt đầu sử dụng và đánh. Thông thường là các bạn hoa nó như vậy, pha cho nước về rồi chỉ cần tầm khoảng chừng 2 phút thôi là đủ rồi ha. Và nếu như mà các bạn sử dụng nhiều hơn, giặt nhiều hơn thì mình dùng cái thao nước lớn hơn và tăng gấp đôi thời gian lên thôi. Và đối với mình thì giặt một đôi bóp như này thì chừng 100 ml nước này là điểm dùng rồi. Cái bước đầu tiên thì chuẩn bị những cái này là một cái khăn để các bạn lau ha. Ở đây cũng là một phương pháp giặt khô. Đầu tiên là các bạn sẽ nhúng bàn chải vô đây và đánh. Như mình đã nói thì cái việc các bạn giặt nó với cái xà bông nó thuần gốc tự nhiên á, là một cái hình thức gọi là kháng mốc tự nhiên dành cho da, dựa theo cái nguyên lý tạo môi trường kiềm cho da. Nếu như những cái đôi mà da lưu bút của các bạn mà bị mốc như thế này á, thì bạn cũng có thể dùng cách này thôi luôn. Nhưng mà sau đó các bạn nên đổi về dạng dung dịch để sử dụng ha. Tại vì tính tẩy của nó rất là mạnh, thì những cái da lưu bút và da lộn á, nó sẽ thậm chí nó tẩy bạc màu hết những cái màu da đi luôn. Những cái màu da thuộc và nó thuộc bằng phương pháp thảo mộc á, nó sẽ không được bền màu bằng so với những phương pháp mà họ làm từ dầu hút khoáng đâu. Cho nên là sử dụng thì mình cũng phải lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với nó, chứ không phải là cái gì bạ vô cũng sử dụng được. Những cái loại là da như thế này mà các bạn mua cái chai Mattel về các bạn đánh là coi như là hư vậy, nó tẩy là không còn cái gì hết. Và các bạn lưu ý là đã giặt là mình giặt hết toàn bộ chiếc giày luôn nha, giặt hết luôn, không có giặt một góc chừa lại. Tại vì mình không biết được cái khu vực đó thì nó có những cái bào tử nấm đang chuẩn bị phát triển hay chưa. Thì nếu như mà các bạn không làm đồng bộ như vậy thì coi như công các bạn làm là công cốc thôi. Tại vì nó sẽ bào tử nấm mà nó sẽ lan theo không khí, khi các bạn đụng vào nó bay ra thì nó sẽ lại lem đi chỗ khác, nó lại bị lại.
sau khi xử lý xong một lượt nguyên chiếc giày thì mình lấy cái khăn là lau. Với những đôi giày sáng màu thì các bạn nên sử dụng khăn sạch, khăn mới hoặc là một cái khăn dành riêng cho đôi giày đó thôi, đừng xài chung. Còn những cái đôi màu như ví dụ màu nâu hoặc là màu đen như đôi này thì cái chuyện nó không quá quan trọng. Và các bạn lưu ý nha, cái giày mà mình giặt cho cái đôi khăn mà mình giặt cho cái đôi giày bị móc này nè, là các bạn trước khi mà giặt qua đôi giày khác là các bạn phải đem giặt nó nha, mà giặt nó với nước nóng nha, hoặc là chắc cú nhất các bạn luộc nước sôi nó xong rồi hãy giặt để mình loại bỏ những cái nấm cặn ở trong này. Tiếp tục với chiếc còn lại. Thì ưu điểm của phương pháp giặt khô này là nó có cái thời gian khô giày rất là nhanh và nó không làm ướt cái ISO của mình quá nhiều. Thì các bạn có thể để nó trong thời gian ngắn rồi mình sẽ sử dụng giày lại tiếp. Nhưng mà với cái trường hợp mà xử lý móc nặng như thế này thì mình nghĩ là các bạn nên để cho nó khô ráo hoàn toàn. Rồi xong đó, sau đó là các bạn lựa cái ngày mà nó nắng tốt xíu, nắng to nha. Các bạn đem cái đôi giày mình đã xử lý móc như vậy nè, đem ra phơi nắng. Rồi phơi nó dưới nắng to khoảng chừng 5 phút thôi là ok. Là lúc đó đôi giày của các bạn sẽ phục hồi lại cái tình trạng tương đối. Thì tất nhiên là những đôi giày mà nó đã từng bị móc rồi thì khả năng bị móc lại của nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những đôi giày khác. Nhưng mà với cái cách xử lý như thế này các bạn cũng có thể khiến nó quay trở về được khoảng chừng 95% rồi, khá là nhiều. Và các bạn lưu ý nha, giặt cái này xong, xử lý móc xong là không bôi dưỡng nha. Bôi dưỡng là các bạn lại tự tạo cái môi trường thuận lợi cho cái móc nó lại phát triển lại rồi, coi như cái công giặt của các bạn là vô ích. Rồi như vậy là mình đã xử lý xong cái đôi giày bị móc này rồi ha. Thì việc bây giờ là các bạn chỉ còn cần để cho nó khô ráo, chỗ thoáng mát là được rồi. Hoặc là đang trong lúc nó đang bị ướt này các bạn không nên phơi nắng nha, để cho thoáng mát cho khô hoàn toàn xong mình phơi nắng, phơi nắng to 5 phút để xử lý nốt ha, là xong. Như vậy là mình đã xử lý xong đôi giày bị móc của mình ha. Và đây là đôi giày, tình trạng đôi giày sau khi mà được mình sấy khô. Dùng cũng không khác gì trước khi móc hết á, nhưng mà nó ăn nhau cái khoảng gọi là cái nào sẽ nhanh được móc lại hơn thôi. Đây, hẹn gặp lại các bạn.